Thôi cái vụ này Quy Nguyễn ơi, không biết cái vụ này không chắc đâu em ơi, đừng nói vậy nha. Thì thật ra anh cũng biết có hay không có nữa, nói chung là sao mày kỳ vậy cái camera này. Cái vụ mà GDP ảo đó, cái đó GDP ảo thì thôi cái đó mình không có biết, mà tôi nghĩ ở đây các bạn cũng không biết nữa, nên bạn nói nhân 2 nhân 3 là cái đam này nó không chuẩn, mà cái đam này nó không chuẩn thì phản động nó bẻ cổ là bạn sẽ thua đó. Nên mình nên nên theo anh đó thì em nên khép khép cái đam này lại đó. Thì theo anh thấy mình chỉ cần nói ra là mình giàu hơn nó là được rồi, thì chắc chắn là nó nghèo hơn mình rồi bạn gì nữa, chứ mình cũng không phải vì cái lòng tự ái của mình đúng không, để mình đi mình gọi là mình so sánh với những cái đối tượng không liên quan, những cái đối tượng khác là ta, ví dụ như những nước khác ta là bạn bè mình trên thế giới thôi. Nhưng mà chính vì cái thằng Sủ Nhi gì đó, thằng Võ Võ gì đó, nó ngồi nó gáy đúng không, thì anh chứ nó ừ tổ tiên của mày cũng không bằng được mình bây giờ, vậy là nó văn minh lịch sự nhẹ nhàng rồi mấy em. Gì đây ba, suốt ngày ông nâng bi Mỹ sắp hết thời rồi, giờ là Trung Quốc đa một chiều quá duy. Ok tao cho mày coi một chiều. Tao cũng biết mày comment câu này là mày là người bình thường hay mày là phản động nữa, tao không dám chụp mũ mày ơi. Vì à, Việt Nam sao nghèo hoài vậy Duy, tại có phản động như mày nó tối ngày nó ăn rồi nó đốt nhang nó trù nó yếm đó. Hiểu không? Nhưng mà tao nói mày gì nè Thiện Chí Võ ơi, đúng không, Việt Nam mà có nghèo với ai, có nghèo với vẫn nghèo hơn, vẫn giàu hơn mày, ok chưa, hợp lý không mấy bạn? Mày dai lắm, phản động là nó dai lắm quý vị. Giờ Việt Nam này có nghèo so với ai không biết, nhưng mà chắc chắn là giàu hơn mày, hiểu chưa? Vì à, tao nói sự thật thì bị gọi là phản động. Ôi sự thật gì mày, mày ơi mệt quá phản động rồi. Đó giờ mày phản động đó giờ đâu phải mới cái comment này đâu mà ngồi đó khóc. Nói chung là này hàng này nó lâu lâu nó vô mà sao mày mày comment yếu quá. Vì Việt Nam mãi nghèo chán. Ui tao nói rồi, Việt Nam có nghèo với ai, nghèo cũng giàu hơn mày, chắc chắn mày luôn. Có thể luôn. Thí dụ như Việt Nam mình so với Mỹ với Nhật á thì ok, nghèo hơn thì nhận nghèo hơn đâu gì đâu. Nhưng mà rõ ràng là giàu hơn nó. Nó đây là ai? Nó là đây là cái lớn hơn chúng ta là thằng này nha các bạn. Nên giờ nó đâu biết nói đâu, nó chỉ gáy thôi. Vậy mà đem đất nước của mày ra mày so con. Hiểu không? Đó, còn nếu mà mày nói Việt Nam này á mà nghèo á thì mày phải giàu, mà mày phải đóng kế, mày phải góp ý kế sách ra cho Việt Nam này nó giàu lên thì đó mới là được. Còn vậy thôi. Vì nên đừng có mà nói mấy cái thuyết chủ nghĩa xã hội vô đây nha Duy, không có chủ nghĩa xã hội thì mày đói mèo mỏ rồi con, đúng không quý vị? Tại vì không có chủ nghĩa xã hội thì cái welfare cúp, mà cái welfare cúp là mày chết trước, có chịu hay có chịu thì chịu, không chịu thôi. À ví dụ như mình biết đất nước của mình nghèo quá thì phải cố gắng mình làm để mình cho đất nước mình nó giàu lên, chứ còn phải mình nghèo thấy mẹ mà tối ngày mình đi chê đất nước nghèo, mà chê đất nước nghèo xong mình không có cái giải pháp gì hết đó. Giống như là bạn phản động này ha, bà phản động này có tên là Chí 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 Thiện Võ gì đó nữa ha. Ủa sao giờ tụi nó vô đông như ta, đâu 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 vô gì à, cho là 111 triệu đô xây nhà này có không mày? Mày chém mẫu vậy. Còn Cam thì 22 triệu gì, là người anh cả mà cư xử không công bằng. Thôi mày bớt xàm đi con ơi, mày so sánh nó khập khiễng quá mày ơi, đúng không? Nhiều khi cho vụ này nó còn cho nhiều vụ, còn mày lấy một vụ ra mày bóc cái vụ lớn nhất mày so với vụ nhỏ nhất ra mày cà khịa ba, tính chia rẽ Đông Dương hả mày? Ui Philip Nguyễn thường thôi. Ủa focus cam, mày cam này đâu có chỉnh auto focus đâu. À, nay em nghe tin bên Ba Sọc đòi đổi tên công viên bên đó sang tiếng Việt, anh Duy nghĩ sao? Ủa kệ tụi nó mày ơi, cái chuyện đất của nó, quyền của nó muốn làm nó làm thôi, chứ cái cò gì nghĩ ngót gì, nó muốn đổi gì nó đổi thì trời ơi, chuyện nhỏ xíu thôi, đừng nhắc tới mấy đứa đó nữa mày ơi, vô nó cắn kinh lắm. Mục đích của Mỹ ở Biển Đông là làm gì anh? Là đường hàng hải này nè, Biển Đông nằm trên vị trí đường hàng hải mà ba, đây đây không nó đây biển nè, không lặn đường này nè, nó lặn đường này vậy thôi. Mục đích của Mỹ lặn đường chuột anh đang quay quay á, nó đường hàng hải này nè. Mỹ đảm bảo tự do hàng hải để cho tàu bè có thể chạy lên trên đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản, rồi Manila, Philippines nữa. À, vì Mỹ ở Biển Đông để bảo kê tàu bè cộng thu tiền bảo kê. Thật ra thì cũng bảo kê tàu bè gì đâu em ơi, nhưng mà giờ á nếu mà Mỹ không 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 khẳng định ở cái Biển Đông này thì Trung Quốc lấy cái Biển Đông, mà Trung Quốc lấy cái Biển Đông đâm ra Mỹ mất thế chứ đồng minh của Mỹ nó bị mất thế em.
chứ còn tiền tiền bảo kê, tiền 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 gì, tiền xăng dầu Singapore nó lấy nó có chia cho Mỹ không ta không biết. Sếp Di cho hỏi HDI là gì vậy, xin đừng đam. Ôi chuyện nhỏ luôn đó, rồi dân ta phải biết xử ta, mà cái gì không biết thì tra Google rồi được ngay. Rồi HDI là gì đúng không? Ok, HDI là gì? Chương trình phổ cập kiến thức cho mấy em. Có hàng đây, HDI đây. Ông tiêu rồi, chỉ số phát triển con người Human Development Index đó, HDI là chỉ số so sánh định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các quốc gia trên thế giới. HDI giúp tạo ra cách nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia. Chỉ số này được phát triển bởi một nhà kinh tế người Pakistan là ông này nè, tên khó đọc quá, Manbu UH gì đó, và nhà kinh tế học người Ấn Độ vào năm 1990. Rồi, quan điểm phát triển con người nè, ông đọc luôn đi em, lỡ học và học luôn nha. Phát triển con người chính là và phải là sự phát triển mang tính chất nhân văn, đó là sự phát triển vì con người, của con người và do con người. Ông hơi trừu tượng nha. Quan điểm phát triển con người nhằm mục tiêu mở rộng cơ hội lựa chọn cho người dân và tạo điều kiện để họ thực hiện sự lựa chọn đó, có nghĩa là sự tự do, cũng trừu tượng luôn. Những lựa chọn quan trọng nhất được sống, những lựa chọn quan trọng nhất là được sống lâu và khỏe mạnh, được học hành và có một cuộc sống ấm no. Đó. Năm đặc điểm đặc trưng của phát triển con người là, đọc đoạn này hay nè. Một, con người là trung tâm của sự phát triển. Hai, người dân là mục tiêu của sự phát triển. Ba, việc nâng cao vị thế của người dân bao gồm sự hưởng thụ và cống hiến. Bốn, chú trọng việc tạo lập sự bình đẳng cho mọi người dân về mặt tôn giáo, dân dân tộc, giới tính, quốc tịch, màu da. Số 5, tạo cơ hội lựa chọn tốt nhất cho người dân về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa. Đã. Rồi cách tính HDI mới nè, nhiều lắm ba ơi. Ủa, mà không thích gì kinh vậy. Đầu tiên là sức khỏe nè, rồi tri thức nè, rồi cuộc sống dài lâu, tuổi thọ trung bình nè, rồi anh học hành nè, số năm đi học nè, số học kỳ đồ, rồi mức sống bằng đo bằng GNI nè, bình quân đầu người đồ, tùm lum hết, nó cộng tè le học dưa học me hết, mệt quá. À, rồi tiếp tục coi những nước quốc gia phát triển nhất về chỉ số HDI nha. Đây rồi, quốc gia đây má, quốc gia đây coi, màu đen là rất cao, màu màu xanh lơ là cao, màu này là trung bình đó, rồi màu này thấp, màu kia không có dữ liệu luôn. Đồ cao nữa không, thằng Úc siêu cao, thấy không, thằng Úc nè siêu cao, Hoa Kỳ nè, Canada nè, rồi mấy nước Tây Âu nè, xong rồi Bắc Âu nè, rồi Anh nè, ok đây có Nhật Bản với có Hàn Quốc nè, còn Trung Quốc xanh lè, vậy là Trung Quốc cùi vậy thôi đó. Nói chung là thống kê tham khảo thôi bạn, tức là mấy thằng trên chính là mấy thằng rất cao nha, còn hồi nãy Trung Quốc là không phải bảy mấy, là màu này nè, màu này là thôi tại lậu luôn. Theo anh, văn hóa ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nhiều hay ít anh? Nếu nhiều thì vì sao vậy anh? Nói chung nhiều ít ai biết, có ảnh hưởng thôi em, khó quá. Thí dụ giờ văn hóa là văn hóa ăn chơi nhiều, văn hóa nhậu nè, ảnh hưởng không? Văn hóa nghỉ Tết nghỉ cho lâu nè, văn hóa về quê nè, một năm về 4 5 lần nè, thì có ảnh hưởng không? Ảnh hưởng thì chắc chắn là có ảnh hưởng rồi, nhưng còn nhiều ít thì không biết. Em chào anh và mọi người, cả nước Úc quay lưng với đi Covid, có khi nào yếu tố chính trị trong này? Thì nói chung thì nó cũng có yếu tố chính trị nhẹ nhẹ đó em. Cái vấn đề là gì, niềm tự tôn dân tộc, rồi cái vấn đề mà luật pháp nữa, thì rõ ràng là tay quần vợt nó sai về luật vậy thôi, thì nó bị nước Úc gõ. Thì cá nhân quan điểm của anh đó, anh rất đồng tình với cái quyết định của Úc. Nó pháp luật là pháp luật và không ai có thể đứng trên pháp luật, và tổng thống của ông tổng thống của Úc cũng nói vậy. Ủa, thủ tướng của Úc, ông thủ tướng Úc cũng nói vậy đó, không ai có thể đứng trên pháp luật, và tất cả những người khác người ta đều bị cái vấn đề visa vậy, thì cái ông tay quần vợt này cũng phải vậy luôn, chứ không cái nào mà có thể đi trên luật pháp được. Nên lúc đầu á là hình như là xử là có cái tòa án nào đó nó xử là tay quần vợt rồi nó ăn, nhưng mà cuối cùng cái ông chùm ở trong cái gì giống là gì ta, kêu bằng cái cục gì giống như cục di trú á, nói chung ông nói ông dùng quyền lực cá nhân của ông quốc đó, ông quốc vác cái bụp xong rồi giờ tòa án theo quyết định của nó luôn. Không tiêm vaccine thì không được vào, thế thôi, chính trị chính em làm gì, luật là luật, giờ tay vào Việt Nam không tiêm vaccine thách vào luôn hả?
cái vấn đề không tiêm vaccine là một chuyện, mà vấn đề lúc đầu á là cái hồ sơ khi mà khai báo nó gian dối nữa, không, lúc đầu là cái hồ sơ khai báo nó gian dối chứ không phải vấn đề tiêm hay không tiêm. À, bạn này có nói gì, có thể tổng thống Serbia muốn một phần dựa danh tiếng Đinkovic để đồng lòng của dân Serbia chăng, thì cái việc đó thì mình không có biết, nhưng mà theo theo theo, theo quan điểm của mình á thì là một người tổng thống á thì nói chuyện là phải biết đúng và biết sai. Đương nhiên chúng ta phải bảo hộ công dân của mình, nhưng mà khi công dân của mình sai á thì chúng ta phải có một cái cách nói nào đó để giữ gìn thể diện quốc gia đó. Chứ bây giờ nói vậy thì nó không có fair lắm các bạn, nói vậy để thể hiện một cái gì đó theo tôi là nó không đúng, vậy thôi vẫn chịu. Rồi tôi sẽ cho các bạn coi cái số liệu, có lẽ là ở đây chúng ta cũng ít người biết Serbia là gì đúng không? Ok, giờ chúng ta cùng nhau đi tham quan nước Serbia như là nước như thế nào nha các bạn. Rồi chúng ta đi tìm hiểu Serbia chơi nha. Hồi đầu tiên coi diện tích đi. Đây cũng khá bự á. Bự lắm luôn nha. Bự bự cỡ nào ta? Mà nước này xưa có quýnh lộn nữa nha các bạn. Này cũng kinh lắm, không giỡn đâu. Đây, diện tích đây. Diện tích này. Ngày xưa cái vụ Kosovo này là quýnh lộn ghê lắm nha. Giỡn đâu nha quý vị. Rồi diện tích là 88.000 km², còn nhỏ xíu à, chắc nhỏ hơn miền Nam của mình nữa. Rồi dân số khoảng 6 triệu. Ờ, nước này bự ghê luôn. Rồi GDP 7.000, 7.000 bên bên châu Âu nha các bạn, GDP 7.000 bên châu Âu nha. Rồi ok, rồi giờ mời các bạn xem nước Úc. Úc bự thì khó nói rồi, đấu nè các bạn, hai người đấu nha. Nước Úc GDP là nhiêu, 51.000. Hồi nãy bên kia là 7.000 nha. Này GDP 51.000, dân bên đây 50. Ủa lộn, dân đây chắc 30. Dân Úc nhiêu ta? 26 hả? À 26 triệu. Diện tích 7 triệu. Còn thấy cuộc đấu này cân sức không các bạn? Cuộc đấu này sao ta? Thấy cuộc đấu này sao mà? Quốc gia quá giàu quá mạnh đấu với quốc gia vừa nghèo vừa nhỏ. Mà cái bạn nghèo mà nhỏ lại sai về lý nữa. Thì trong vụ này các bạn nhận định sao, quan điểm sao các bạn? Úc ăn chắc rồi, thì Úc đang đúc Úc đã ăn mà, Úc đuổi nó kìa. Bị cấm nhập cảnh 3 năm. Bị cấm nhập cảnh 3 năm xong rồi bây giờ là bị đuổi rồi. Chiều đọc đọc báo là thấy bị đuổi rồi. Mà trong khi HDI của Úc rất cao nha các bạn. Đây. HDI của Úc rất cao nha. 0,939. Không phải dạng vừa đâu. À, gì à, tay vợt Novak đi Covid này giờ bị giới tennis rất ghét. Màu mè quá hay sao em? Vì Úc Úc làm đúng luật cho nó về đi, về rồi. Về rồi á. Hết chuyện đi qua nước người ta kiện người ta hả? Giờ Biden lên Mỹ nát quá anh ơi. Ui nát gì cũng còn ngon chán em ơi. Chờ 2-3 năm nữa đi ổng xuống thôi đầu căng. Đợt sau em bỏ phiếu em bầu cho ông Trump đi. Đợt vừa rồi em đi bầu ai? Theo Di Nguyễn Trung với Nhật hiện tại solo với nhau thì Nhật có phần trăm nào thắng không? Cái câu này hỏi ngược lại Trung có phần trăm nào thắng không? Rồi bây giờ tôi cho bạn coi nha. Đó, mình phải tiếp tục rồi nha. Ok, mình sẽ mở ra một quốc gia là Trung Quốc với một quốc gia là Nhật Bản. Đó. Mình khoan nói gì yếu tố của Mỹ ha, hai này quýnh coi như Mỹ tàng hình đi. Rồi ok, bây giờ mình đi qua Trung Quốc trước nha. Trung Quốc hay bự kinh này không nói rồi. Đây, sa mạc cả nồi luôn. Rồi ok. Coi tiền nhiêu, như được 11.000 rồi đó quý vị. Đây tiền được 11.000 rồi. Đúng tiêu rồi. Đây tiền được 11.800 rồi. Đây đây đây. Tiền được 11.800 rồi nha quý vị. Rồi xong rồi HDI 0,76. HDI 0,76 nha. HDI 0,76 nha mấy em. Rồi giờ qua Nhật. Nhật á hả? Nhớ nha, Nhật 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 rồi, Nhật giờ nghèo rồi. Ồ, ở Nhật giờ nghèo rồi còn 40 rồi. Hồi xưa đỡ lắm mấy bạn. Giờ này xuống rồi đó. Hồi xưa tới 44 lận. Nha. Trung Quốc có thì 11. Nhật có thì 40. Rồi HDI, thằng kia 0,76, thằng này 0,91. Đó. Rồi sao? Giờ kèo này bên nào kèo dưới, bên nào kèo trên mấy em? Tự nhiên các nước Baltic hãy cuốn chiếu rồi NATO cũng ngu gì rồi. Đụng vô được NATO mừng thấy mẹ, kêu người ta rời NATO. Ông nào viết báo vậy? Nhưng mà thôi cái tờ báo được cũng phải đề phòng mấy bạn.
Ukraine kìa, ở Ukraine được xin xin vô NATO cả 4 5 năm rồi chưa xong. Lấy thịt đè người anh ơi, rồi ok, lấy thịt đè người, nghe nói tới cối xay thịt chưa hả? Thí dụ như Trung Quốc với Đài Loan thì bạn nói lấy thịt đè người nghe còn được được, Trung Quốc với Nhật mà bạn đòi lấy thịt đè người. Bây giờ tôi hỏi bạn, đảo Shikoku ai ai đang ở đó, bạn trả lời giùm mình coi, mà mình cũng quên bà đảo Shikoku gì ai đang ở rồi ta. Từ từ mấy bạn già cả rồi, nó hơi lú vô, thông cảm nha. Dạo này mình không làm chương trình livestream nhiều quá nên kiến thức của mình nó bị mai mọt rồi. Đâu, đảo Shikoku, đảo Shikoku, quần đảo Điếu Ngư, quần đảo Điếu Ngư Đài, đảo Điếu Ngư từ lâu vậy, mà nó tóm lại là ai đang ở, không biết ai đang ở luôn, đảo đang tranh chấp, nhưng mà vấn đề là ai đang ở, bực mình rồi nha. Từ từ, từ khi Hoa Kỳ trao quyền quản lý các đảo này cho Nhật Bản vào năm 1971, quyền sở hữu các đảo bị đưa vào trạng thái tranh chấp giữa Nhật Bản với Cộng hòa Dân Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc. Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã phát hiện và kiểm soát các đảo từ thế kỷ 14. Tùm lum nó tóm lại ai đang ở. Chết mẹ rồi, quốc gia quản lý má ơi, không phải Trung Quốc ông ơi. Quốc gia quản lý không phải Trung Quốc mấy ông ơi. Thôi, lộ bài hết rồi nha. Rồi, ok thôi vậy được rồi bạn, bình luận sâu sâu nó hơi căng, nhẹ nhàng thôi nha mấy bạn, nhẹ nhàng thôi. Giờ giành lộn có cái đảo thằng kia đang ở, vậy hỏi thằng kia có phần trăm nào thắng không, tao cũng lại cụ mày luôn. Nói thế thôi Trung Quốc đời nào dám đánh Đài Loan, tới giờ Trung Quốc nó vẫn còn là công xưởng thế giới mà. Đồng minh Mỹ di chuyển công xưởng sang nước khác thì Trung Quốc còn cái nịch, bậy rồi em, Trung Quốc còn đóng nợ chứ còn cái nịch gì. Anh cho em hỏi, ba nước Estonia, Latvia, Latvia nhỏ xíu nằm sát Nga ngố mà nó sáp nhập NATO lại không bị gấu A gõ gõ đầu với anh. Ủa nó sáp nhập năm 2004, gấu Nga đủ mạnh để gõ không? Lúc đó là Liên Xô sụp đổ mà. Nhiều khi các bạn cũng đang ảo tưởng sức mạnh của Nga quá các bạn. Cũng bình thường thôi mấy bạn nha. Thì bạn coi lại ba nước này nó gia nhập vào NATO khoảng năm 2004, mà 2004 nó gia nhập chắc nó nộp đơn năm 2000. Mà nó nộp đơn năm 2000 thì bạn quay lịch sử coi Nga năm 2000 là như thế nào. Singapore và giàu nhờ gì vậy anh? Nhờ con người em ơi. Tức là Singapore nó mới trẻ trâu, đúng không? Nó chịu học hành, chịu khó làm nên giàu vậy đó. Vậy thì Trung Quốc kết hợp với Triều Tiên là Nhật rén. Thôi mày ăn gì tao cúng mày ơi. Qua nay tao thấy mày comment nó hơi bị ngáo ngáo á. Tự nhiên GDP của tao 40.000 tao ngáo với tao, tao rén cái gì? Không có tự nhiên mà bây giờ người người dân giàu đúng không, làm ra tháng 40.000 hộ chiếu VIP nhất thế giới, tao biết gì để tao ngán nữa, mấy ngộ ghê ta, sao nó này tao mê mình giàu mà nó dọa mình hoài trời. Đây Google tiếp, hộ chiếu Nhật Bản, Google nó nóng luôn à. Đây Google, nghe vị trí địa lý của Nga dễ thủ khó công, nó có giống như vị trí địa lý của Mỹ không anh? Giống em, bây giờ Mỹ bây giờ nó nằm đây quýnh nó kiểu gì đây, tao thấy không, đây Hoa Kỳ nó nằm đây nè, bơi biển mà quýnh nó hả, bạn bơi nổi không? Đây Hoa Kỳ nằm đây nè, bơi biển mà quýnh nó thôi chứ quýnh gì nổi nữa, quýnh. Còn Nga đó thì nằm ở đây to đùng chà bá luôn, lạnh muốn chết ai qua quýnh. Nói chung đối thủ nguy hiểm nhất của Nga chỉ là Trung Quốc với Tây Âu thôi, đúng không? Mà ví dụ như bây giờ đó, Trung Quốc mà bắt với Nga thì cái cửa ăn của Trung Quốc là cũng tắt tè luôn đó, mà cái chỉ có Tây Âu thôi à. Nhưng mà Tây Âu thì làm gì quýnh Nga chi, đúng không? Giữa Tây Âu và Nga là hai thế lực mà luôn gọi là kiểm soát lẫn nhau dữ tối. Mỹ là anh cả trùm thế giới luôn, đúng rồi, chứ bây giờ Mỹ cũng đâu muốn làm anh hai đâu. Vậy giờ chủ nó mới chơi tên lửa liên lục địa đó anh, thì tên lửa lửa liên lục địa thì quýnh chơi thôi chứ không phải đem bộ binh vô đánh thôi, chứ đánh tên lửa lục địa sao? Thí dụ như bây giờ tên lửa liên lục địa là người ta bắn trước phát đầu rồi xong rồi đối thủ mình nó bị mềm xương rồi đó, nó nát nát rồi đó, là mình phải đưa bộ binh cho mình dọn, bao giờ cũng vậy hết. Quýnh không có nổi đâu, trời ơi sao quýnh nổi ba ơi. Nhiều khi mấy cái trang quân sự này nọ nó post lên nó câu view này nọ nói cho kinh thôi, giỡn hoài. Mấy ông chưa đi máy bay, ông chưa ngồi trên đại dương chứ biết đau lưng hay sao á, máy bay nó bay trên đại dương thôi đủ đau lưng rồi. Bây giờ một cái tên lửa liên lục địa nó bắn lên đó, nó bắn qua tới Mỹ chắc 30 phút,
trong vòng 30 phút đó chơi game xong rồi thủ cũng được nữa. Nói gì sốc không các bạn? Anh cho em hỏi cái, tại sao hầu hết các công ty lớn hoặc mấy nước lớn họ luôn có những khoản nợ lớn vậy anh? Giàu mà phải nợ, ui không hiểu nợ rồi ba ơi. Nợ là tao nợ, đó là nợ làm ăn chứ không phải nợ đói quá đi mua mì tôm ăn, em hiểu không? Nó thấy giống như giờ công ty Apple nó có 1.000 tỷ thì nó mượn ngân hàng thêm 1.000 tỷ để nó có 2.000 tỷ nó làm ăn thôi, chứ không phải công ty Apple nó đi mượn nợ 1.000 tỷ là như là nhân viên nó đói ăn quá nó phải mua mì tôm để trợ cứu nhân viên nó. Cái tụi em đang hiểu là giống như tụi em đi hết tiền tụi em đi mượn bạn em xài, nó khác. Còn công ty người ta là người ta đi mượn nợ người ta đầu tư. À, tên lửa xuyên lục địa mà Mỹ có hệ thống phòng thủ tên lửa mà, thì đó nó chém gió nhau thì nói vậy em. Nhưng mà ý anh nói đó, mà cái tên lửa liên lục địa mà nó bắn qua được cái đại dương đó thì cũng hết 15-20 phút, thì trong thời gian 15-20 phút nó làm được xét đế chế rồi xong rồi thủ sao vậy thôi. Còn mà bây giờ công nghệ của thằng Mỹ hả, mày rục rịch mày thử thôi nó biết rồi, ở đó rồi bắn. Ồ, tình báo nó nằm khắp nơi, tình báo nó là tình báo một, tình báo cái gì đó mà theo dõi bằng hai con mắt nó kêu là com com đó, rồi xong rồi tình báo thứ hai nữa là vệ tinh nó chụp xuống là tự lừa hết. Mấy ông tính chuyện lo cho nước nghèo, có lộn lộn lo cho nước giàu. Tên lửa liên lục địa nó nhanh hơn tên lửa thông thường, thì nó nhanh hơn thôi chứ không phải chớp mắt cay tới. À, không ăn thua đâu. Nói chung quan điểm cá nhân của mình, mấy tên lửa đó chẳng ăn thua, nhưng mà chẳng qua thằng Mỹ nó lên lên nên nó bục thằng kia thôi, hiểu không? Tức là có thằng nào đang thử tên lửa thì thằng Mỹ nó sẽ giả bộ nó khóc khóc cái để lấy cái lý do để nó bục thằng kia. Cái đó là cao cờ về chính trị chứ bằng tưởng nó khóc thiệt hả? Nó còn cầu cho mày làm nhiều nhiều đi con, nó cầu cho mày làm nhiều nhiều đi, nó vô nó dọn một lần tên lửa trong kho nó sắp hết đát đồ cái gì đây. Nhưng mà em nhờ thấy cái kho lắp tên lửa hạt nhân của Nga mà một mình nó đứng vững trước NATO Mỹ, nên mọi chuyện không đơn giản như anh nói. Nếu đơn giản NATO Mỹ na Mỹ na Mỹ NATO nó phang luôn rồi, rồi phang chi nuôi cơm, đúng không? Cái đó là em đang suy nghĩ theo góc độ phát xít. Còn nếu là anh là Mỹ với NATO, anh chả có phang làm cái khô gì nuôi cơm, ăn nó cũng phải nuôi cơm cho nó. Mẹ lỡ không ăn nó thì thằng sức đầu thằng mẹ tráng rảnh, xong rồi dân nó ngồi nó biểu tình phát một, tự nhiên ghế tổng thống đang ngồi đi bay ghế nó. Nên cái điểm này ABC nói chuyện là hơi bị non nha, đúng không quý vị? Đúng không? Bây giờ tôi nói chuyện có lý không quý vị? Tự nhiên đang yên đang làm ngồi làm ăn, thằng kia nó đang nghèo kệ nó, tự nhiên nó đang nghèo cái mình lôi đầu vô đi quýnh nó, đậu rảnh. Nói thiệt á, gặp ví dụ như tôi là dân châu Âu đi mà NATO làm cú đó là tôi bỏ phiếu tổng thống rớt liền luôn. Ông rảnh vừa thôi. Thí dụ như chừng nào nó xâm phạm đến quốc gia của mình thì mình tự vệ thì ok. Con đàn này nó đang nghèo kệ nó đi, tôi đi đi qua kéo quân quýnh nó. Các bạn thấy cái vấn đề chỗ này không? Nên tôi nói các bạn rồi, bớt đi coi lại mấy YouTube mà nó ngồi nó giật tức đi. Tại vì sao? Tại vì nó là YouTuber, nó ăn nó giật tức không à, nó thực tế. Cái chỗ này các bạn có phụt không? Thí dụ như các bạn là NATO, các bạn có rảnh tự nhiên đi quýnh Nga để làm gì không? Hả? Nên cái game đó bỏ, không ai quýnh ai hết á. Trong khi bây giờ cái thế NATO ăn, Mỹ đang ăn, tự nhiên đi quýnh thằng đang thua. Trời ơi trời, cao cờ quá, hàng chi nghèo hoài. Thì đúng, không ai đã rảnh ra đến ai, như tên lửa không đơn giản như anh nói. Tao cãi với mày, tao mệt quá. Ok, vậy tao nói mày nha, tên lửa của Nga nguy hiểm. Vậy tao hỏi mày, tên lửa của NATO với của Mỹ có thiện nam tính nữ không? Vậy thôi. Mà quan trọng ông có bao nhiêu đầu. Giờ không nói chuyện lịch sự nữa mà lôi tên lửa ra mà hâm nhau, đúng không? Đó, vậy đi mấy em. Rồi đằng sau lưng á, bên cạnh nước Mỹ á, Nga có bao nhiêu đồng minh mà có thể mà gọi là săn tay áo lên. Mà ngược lại á, bên cạnh nước Nga đó thì Mỹ có bao nhiêu căn cứ. Nội cái điểm đó thôi, biết ai trên ai dưới rồi. Yên ổn nhau đi, sống đi. Hổ báo cáo tròn chi dân mình nó khổ mấy em. À, Trung bây giờ đang đe dọa đài rồi. Dù cho có Mỹ, Hàn, Nhật gần đó thì Trung nó đánh úp chiến lược, thì trong một ngày chiếm được cả đài, cả Mỹ cũng không cứu được. Ok, đánh úp vậy trong vòng một ngày, mà trong vòng ngày Đài Loan thua rồi thôi, kệ, số phận, số trời đã định rồi. Vậy thôi. Còn bây giờ cứu không kịp đòn đó thì người ta còn những đòn khác.
gì à, con nít gì cho mình xin lý do công ty về công nghệ phải mượn nợ. Ô đồ khùng, công ty về công nghệ em không cần làm nhà xưởng hả mày? Ông mà thiệt, đúng là con nít thiệt, người ta nói em là con nít đúng rồi đó. Công ty về cái gì không cần biết, công ty nào nó chả có tài sản đúng không? Thí dụ như Apple đầu tư nhà máy sản xuất Apple bên Trung Quốc, mày biết xây nhà xưởng nó nhiêu tiền không mày, tao mượn được không? Buồn cười. Nói chung tranh luận với mấy đứa nít không có tiền này nó mệt ghê với mấy bạn. Chuyện làm ăn mà tụi nó ngồi nói ra thiệt á, yếu quá. À, gì nữa hả? Cuộc sống này trí trí tuệ cũng ghê lắm nha. Nè, theo Di, lỡ chiến tranh xảy ra giữa phe phe Trung Triều với Mỹ, Hàn, Nhật, Đài, châu Âu và một số nước khác, ai thắng? Chứ thấy Nga với Trung Quốc bao cả châu Á rồi, còn mấy thằng dân nào ăn cơm ngon đó thắng. Vậy thôi. Ủa, ông rảnh quá. Không, giờ tôi nói dân nào ăn cơm ngon đó thắng. Còn dân nào còn khổ mà đi quýnh lộn là ông sai bà rồi. Lập ra nhà nước á, để lo cho dân, chứ không phải lập ra nhà nước đi quýnh lộn. Vậy thôi.